mình vừa mới đi đổi được chiếc ba lô cun có hình của thơ Nguyễn. Mình đã sưu tập đủ 24 thẻ có hình ba lô như thế này và đổi được chiếc ba lô như thế này. Rất là xinh đúng không ạ? Chiếc ba lô rất là rộng và sẽ đựng được rất là nhiều đồ. Đây bên trong có một ngăn to và một ngăn nhỏ. Đây. Bên ngoài có thêm một ngăn nhỏ nữa để đựng đồ. Và chiếc ba lô này có chữ cun này. Khi mà vào bóng tối thì chữ cun này sẽ phát sáng lên đấy ạ. Rất là đẹp phải không ạ? Và bây giờ mình sẽ sưu tập tiếp 24 thẻ cun này nữa để đổi lấy một chiếc ba lô nữa nhé.